Chào các bạn, hôm nay xin chia sẻ cách làm món ăn sáng bánh mì trứng ốp la phô mai. Nguyên liệu đầu tiên cần có là bánh phô mai, vài quả trứng gà tươi đủ dùng, nước tương chinh su tam thái tử, tương ớt châu li mét, đầu tiên bắt chảo và cho dầu ăn vào chán đều cho nóng. Đập quả trứng gà vào chiên khi chảo đã được hâm nóng lên vừa đủ. Sau đó cho tiếp quả trứng thứ hai vào chiên tiếp tục cho chín tới. Sau cùng cắt phô mai thành lát nhỏ và cho vào chiên cùng rồi đậy nắp lại. Sau 2 phút thì mở nắp ra, lúc này thì các nguyên liệu đã được nấu chín. Đây là sản phẩm được cho ra đĩa sạch để sẵn sàng dùng. Thêm chút tương cho món ăn đậm đà hơn nữa. Rồi đến tương ớt cho có chút vị cay nồng sẽ rất ngon miệng. Bây giờ trình bày mọi thứ ra bàn để ăn nhé. Ăn kèm với bánh mì sẽ rất hợp khẩu vị với nhiều người. Thêm vài lát chưa leo nữa thì sẽ rất ngon miệng. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại mọi người trong các kỳ sau.